Vâng, mình chào các bạn. Thì bọn xe linh vượng tiếp tục ghi hình để các bạn tham quan một tác phẩm cây như anh em nói là cây là chúa của làng Điền Xá kìa. Tác phẩm cây này là tác phẩm Trực Đại Thụ, chủ nhân Phạm Hải Anh ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. To khổng lồ và rất to. Đến gần các bạn nhìn về phê bộ bệ thân pháp. Tay đòn lực lượng nha. Ui giời, cái bộ tay đòn này. Hơi xa vị trí trung tâm. Kể ra cho vào cái sân trong nhỉ, sân trên, sân to. Để đây nó hơi 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 phí, nó hơi thiệt thòi cho cái tác phẩm này. Đây chủ nhân đây này. Đây đây. Anh Hải Anh này, anh Hải Anh. Đây đây. Đó. Không đúng chỗ, không đúng chỗ. Tươi quá đẹp này. Quay cây này này. À, chào anh nha, Hải Anh nhá. Nhiều anh em đang nói là tiếc quá, đáng nhẽ tác phẩm này phải được đặt vào cái sân trong, sân vị trí trung tâm cơ. Dạ vâng, chào anh. Vâng, vâng. Nhưng mà thôi vì cái lễ hội nó lớn như vậy. Vâng. Mà các anh thì cũng mời muốn mời cái cây này lên ở cái trên đấy, nhưng mà đi một cái đoàn của cái làng nghề. Vâng. Và giờ mình tách làng nghề ra thì nó mất vui. À, thế là cái khu của mình ở khu vực Điền Xá đây à. Thế là bác cường bảo thôi để tách cái cây này lên trên đấy, nhưng mà thôi ở đây với làng nghề. À. Thì bé giờ cây này cứ ở làng nghề, giờ thì nó đi thì nó mới ở làng nghề, còn mai kia đi lấy chồng thì nó tách sau. À, anh em mang tinh chất là đoàn kết là chính đúng không? Vâng. Vâng. Đoàn kết là chính vì 15 xe mà, 15 xe cẩu đi với nhau. À. Tách ra thì nó mất vui. Vâng vâng. À, thế anh em có ý cả. Vâng. Chứ tại sao đúng là một tác phẩm đẹp như thế này mà lại không được ở cái sân VIP sân trên đúng không? Vâng. À, ra là anh em là muốn để cái khu vực là khu vực Điền Xá. Vâng, khu vực là nghề Điền Xá đấy. Vâng. Tất cả những cái cây ở đây à anh? Vâng, tất cả những cái nông. Này của làng nghề Điền Xá. Vâng. Vâng. Cái này nó giống dụng như quý đâu khác. Vâng. Đây là ôm cái chậu hay là ôm đá? Ôm đá. Cái đó là cái nền của cái bê tông nhỉ? Nền đá. Vâng. Cái cổ. Chứ không phải là dắt đá. Người ta làm cái đá. Cái này là cái chân bệ đấy. Chân bệ làm đá. Bê tông cốt thép ở dưới. Mấy chục năm này. Cái này cũng phải được 16, 17, 17 năm. Vâng. Phần 20 năm. Cái này nhiều chưa anh? Được. Có khi hàng trăm chung năm. Chắc chắn là cái này vàng nó cũng tới tầm trăm tuổi đầu bài thành. Tuổi đời của hàng trăm năm. Bởi vì anh đã sở hữu hơn trăm chục năm. Hơn trăm chục năm rồi anh nhỉ? Vâng, ông già ngày xưa còn bé ông nó thích thằng này thích cây là ông cho. À. Còn mấy thằng kia không thích cây là ông không cho. À, tức là sở hữu ở trong vườn nhà mình là 50 năm, trong gia đình nhà mình rồi đấy. Vâng, hơn trăm chục năm, còn mua trước không cả. À. Vâng. Thì những cây này quý vậy thì thường thường ở là nghề thì những con nào mà yêu cây thì bố mẹ mới cho, còn không yêu cây thì nhất định chỉ cho tí tiền. À, thế còn nó thì cái cây này có cái biết cái nguồn gốc gia phả chính thức không? Nếu mà biết được thì sẽ tìm được là cái tuổi tác của nó sẽ chuẩn. Cây này có biết nó ngày xưa cụ dòng từ nhỏ, người ta dòng từ nhỏ. Vâng. À. Người ta đấy thì thời các cụ dòng. À. Thì ngày xưa nếu mà nói là làm cái xanh thì nó thực ra là nó ông tổ làng nghề đấy là 800 năm hơn 800 năm, nhưng mà lúc ấy thì điều kiện nó tầm kinh tế nó khó khăn nên làm thì nó không thể như bây giờ được. Bây giờ mới chú trọng, ngày xưa kéo làm bằng 5 giờ mới được một, nó chỉ được một đoạn thôi, lại làm nó không được lại cắt đi cắt lại làm nó lâu hơn trên nên nó mới thành cái đẹp. Cái sự chăm sóc ngày xưa nó cũng đơn giản đúng không? Đơn giản. Phân đất dụng đơn giản, tưới nước cũng rất đơn giản nhỉ. Không chú trọng như bây giờ. Vâng. Bây giờ làm chú trọng thì cái cây xanh nó chú trọng thì nó nhanh đẹp, nhưng mà ngược lại cái độ chín nó không có hồn, nó không chín cây được, nó không có hồn ấy. Đúng không? Những cây này riêng nguyên anh cắt mất khoảng 5 ngày, nếu cắt kỹ đúng không? Vâng, 5 kỹ phải 5 ngày. Cắt kỹ 5 ngày nó cắt bông ấy. Vâng, sửa bông tàn đấy. Bông tàn là 5 ngày. Theo cái cành nó chun chun vào vậy. Đấy. Và già là tận tay cành nhỉ? Tay chín lắm. Rùa tay của nó là nó quải ra xong rồi nó tay cổ như cổ con rùa nó cất lên. Vâng. Tay cổ. Tay này gọi là tay rùa hả anh? Vâng, tay cổ. À, tay cụ rùa. Cắt cổ lên. Vâng. Đấy, anh xem những cây ở đây nó xuôi tay như đây, tay nó cắt lên. Vâng. Mà đây làm theo cái lối tản vân, làm theo cái lối cổ.
Thế nên là anh tìm một cái cây này, anh cứ đi bốn quanh, anh nhìn, không thể anh nhìn một lúc anh bỏ đi luôn được. Đúng rồi. Anh cảm tưởng anh đi cây này, anh đi bốn quanh, anh cứ đi hết bế bên này, anh ngắm vẫn đẹp, anh sang bên kia ngắm vẫn đẹp. Anh không thấy cái lỗi của người ta được. Không có mặt trước, mặt sau. Không có mặt trước, mặt đẹp sau. Đẹp tứ diện. Tứ diện. Đấy, các anh cứ xem ngắm là có đúng bốn quanh là đẹp. Vì đây là cái bể này, nếu mà so là phải là đứng ở xa ngắm lại thì nó mới đẹp. Cây này tổng thể cao mấy mét anh nhỉ? Tổng thể cả chậu cả bể là cao 3.5, 3.6. 3.5. Gần 3.6. Thế là cây chắc khoảng 2.8 anh nhỉ? Trừ chậu 90 phân. Thế có đã có đại gia nào đến ngỏ ý chưa anh? Anh cây này thì nói chung là cây này để nếu như nhiều người cũng hỏi nhiều rồi, ở nhà đã hỏi rồi. Thế vào bao nhiêu năm nay anh bằng nó bằng này tuổi thì nhiều người hỏi mà nhiều cái giá cả nó rồi. Nhưng mà duyên chưa đến chưa sau đúng không? Cơ bản là gia đình cũng chưa có ý bán là quan trọng. À, chứ còn duyên thì nó là cái đam mê của người làm nghề. Chứ cần bán thì nó thực ra anh làm gì đâu, chứ bán thì nó thực rất nhanh thôi. À, nghe được sau đây là có một cái đôi long cũng đang điển xá luôn đây. Vâng, đây này đôi long cũng là điển xá. Vâng. À, thì cái khu vực của điển xá này cũng toàn những cây to nhỉ? Vâng. Đây là những cây chuẩn chỉ của điện xá này thôi các em. Vâng. Những cái đôi long chuẩn chỉ. Con này đôi đẹp quá. Trầu. Vâng. Đôi long trầu này. Vâng. Rất là đẹp. Hai con trâu vào. Thế chứ kể ra mà đặt con của anh ở giữa hai con này hai bên thì cũng hay nhỉ, thành cái bộ ba đúng không? Là thành bộ ba. Nhỉ. Yeah. Vâng. Kể ra lúc lên sắp xếp đặt luôn thế thì thành bộ ba cũng đẹp đấy. Kết hợp nhỉ. Vâng. Tiên nữ hội bàn đào. À, cái này thì cũng già ghê đấy anh nhỉ. Vâng, cái này cũng tuổi tác của nó cũng già. Đó là cái phương pháp làm theo kiểu lối mới đấy, hở toàn bộ cái mặt trời đúng không anh? Nhỉ? Yeah. Vâng. Đó là cái khoe toàn bộ cái thân pháp đấy. Không phải lối cây nó là vậy. Vâng. Lối cây cái dáng gọi là đặt tên là cây tiên nữ hội bàn đào. Cứ như từng bậc thang đi lên. Đó là nếu mình gọi nó là một cái dáng cây trực. Vâng. Trực siêu. Trực siêu. Vâng, thì dáng nó phải đổ như vậy. Tất cả các cây đều có tên thật của nó, nhưng bây giờ thì mình cứ gọi cho nó sinh động. Vâng, có cái tên. Tóm lại nó cũng phải phù hợp với cái dáng thế của cây, đúng không? Vâng. Cái này thì nó là cái cây xanh quê hay là xanh Nam Điền anh? Xanh ta. À, đó tại vì nhìn thấy những cây Nam Điền đấy. Cũng xanh Nam Điền. Vâng. Khủng ghê nhỉ? Vâng, cái xanh cổ thụ. Cái chân bệ nó bệt bạt như thế này thì hiếm có này. Quá kinh điển. Úi dồi, bên này nó ghê gớm không? Thành vách. Anh em điệt xá mang đến đây cũng toàn đồ khủng. Những cây xanh rất to. Phải có người đứng vào thì các bạn mới hình dung được dài những cây nó dạng to quý vị ạ. Rất to. Cây răng trực luôn được như kiểu đài sen ấy. Cũng họ làm một đôi này. Cái này là cây tán tầng. Cây tán. Một cụ xanh rất kinh khủng. Nhưng vì đồng đội, tinh thần đồng đội này, ở lại cùng với đội điển xá nên không sẽ được lên sân trên. Đó là cái tinh thần đoàn kết của anh em làng điển xá, tinh thần đoàn kết rất cao quý vị ạ.
đấy nói thật. Anh ơi, mình là video gì đấy anh? Mình là bonsai Đinh Vượng. À, bonsai Đinh Vượng. Thế là mình ở máy đâu? Trên Ba Vì, Hà Nội. À, Ba Vì ạ. Vâng. Phải nói thực sự các anh như thế là rất đoàn kết, tinh thần đoàn kết rất cao. Đấy, thực sự với chúng là cái hôm mà bác anh em Hải Dương này, hội sinh cảnh Hải Dương này về mời nhà tôi là chính là mời là chuyển lên chỗ khán đài A để trung tâm ấy. Vâng. Nhưng mà khi hôm 30 mình chuyển ra đây thì hôm ấy là 27, hôm ấy là 28 à, 28 chuyển ra đây thì anh em họ chuyển ở cái lễ hội Bắc Ninh à. Họ về đây Bắc Ninh họ về đây thì nó tràn đây thì lại chuyển anh em Nam Định đến đây, thế là anh em có buồn thế bảo là mời là nghề đến đây mà mời những cây chủ chốt mà bảo họ để đấy mà nay lại chuyển đến đây, thế thì cũng có buồn và thôi là cậu về, thế nhưng mà thôi bác bảo tôi để bác sắp xếp chỗ ở trên đấy, bác bảo tôi sắp xếp chỗ ở trên đấy nhưng mà về sau bảo thôi thì ở đây cũng được, giờ thì lẽ này chọn chuyển một hai cái đẹp lên trên đấy. Thì anh em làm nghề thì ở đây thì đi thì có đàn mà giờ mình lại tách đàn ra thì nó mất vui đấy, như thế là cái tinh thần đoàn kết của các anh rất là tuyệt vời đấy. Ở đây cũng được nhưng mà dù sao nữa thì ở đây người ta vẫn chứng minh là cái làng nghề là những cái đường lối hay là cái cách làm mà làng nghề là luôn luôn lúc nào người ta cũng thay đổi và luôn luôn lúc nào người ta làm trước. Làng nghề thì nó thực với chú là nó có cách đây hàng 800 năm rồi. Vâng. Thế những cây ở làng nghề đây, những cái đẹp thì hầu như ba số là nghề ra. Chúng tôi xem những cây nào là thực ra cái nguồn gốc xuất xứ nó từ Nam Định. Chứ còn bảo là ông ở chỗ nọ chỗ kia thì đến là nói do về là họ cải cách cách tân đi đúng không? Đây là cải cách cách tân hết. Ngay cái cây ở mấy cái cây như của nhà Long Chúa của bác Cường ấy cũng là cây của ông cậu, còn mấy cây của bác gì bác mới mua là cây độc lọc kim cương đấy. Cây là mấy ông chú nhà mình làm hết. Nguồn gốc cái đó đúng. Cây luôn. Nếu những con long thì đúng là nguồn gốc xuất xứ là Nam Định hết rồi. Hóa hết là còn cây của Nam Định. Vâng. Thế cũng chưa hỏi cây nào mà qua cây làng nghề được. Vâng. Nhưng có cái là được qua làng nghề thì qua các bàn tay nghệ nhân ở các tỉnh rèn giũa thì chi chút chỉnh chu nó đẹp lên rất nhiều. Nhưng mà cái cốt cách của nó thì vẫn phải là cốt cơ bản vẫn là nguồn gốc ra và xong về anh em mài giũa đúng không? Mỗi người một thời gian 5 tháng nữa phụ thuộc nhiều cái yếu tố nữa nó mới trở thành những cây mà nó thành ông sao được. Chứ còn nếu mà làng nghề không mà làm mà để cho anh em về thì không chăm dẫm nó mà không chỉnh chu nó thì nó chỉ vậy thôi. Không anh, nổi bật lên được. Mời các anh đứng vào đây để chụp với tác phẩm này một kiểu ảnh. Toàn anh em nghệ nhân trong làng nghề đấy ạ. Vâng, đây cái tinh thần đoàn kết của anh em làng nghề Điền Xá Nam Định Nam Điền. Hôm nay các anh tu hội ở đây. Xin chúc mừng tất cả các anh nhé. Vâng, 1 2 3 nào. Rồi rồi các anh, tuyệt vời quá. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Bắt tay cái nhá. Vâng. Là bonsai gì nhỉ? Ghi vào em đây. Bonsai Đinh Vượng. Đinh Vượng vào. Các anh vào YouTube xong thì đánh luôn vào nhé. Chúc chú luôn luôn mạnh khỏe và đem nhiều tác phẩm cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn chú nha. Vâng, thế Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.